chào anh em. Mình vừa làm xong hai dây chuồng để cho một khách hàng. Đây các bạn ở đấy. Sắp tới chuồng này rất là chuồng nạnh luôn các bạn nhé. Đầu tư một lần cho đỡ tốn. Đây là toàn bộ chuồng này mình làm theo tiêu chuẩn của mẫu của tiêu chuẩn của châu Âu. Đấy, nhưng đã được cải biên và thích sang kiểu chuồng thích ứng cho kiểu chuồng của Việt Nam mình. Có gì anh em ủng hộ.